Sau Nhật xin chào cả nhà, em lên sóng phục vụ các bác con Daikin vầng trăng. Đây là cái con máy trong phân khúc cao cấp nhất của dòng Daikin tại thời điểm nó ra mắt, một con vầng trăng. Con này thì em bán quá nhiều rồi, nó thuộc phân khúc có màng lọc tĩnh điện kết hợp màng lọc HEPA. Về hình thức thì các bác thấy như trên clip nhé. Máy đã được đấu biến áp điện 220V, các chức năng công nghệ Eco, hẹn giờ, quá trẻ em. Tắt bật đi không? Chế độ lọc khí buồng, công nghệ timer báo phần trăm độ ẩm. Đây. Riêng dòng Daikin này các bác nhé, hai quả lọc tĩnh điện hai bên này, để bụi đi vào màng HEPA này thì bụi phải qua hai quả lọc tĩnh điện này để đốt bụi, để tiêu diệt tất cả các loại thể loại bụi, vi khuẩn, nấm mốc, và đó mới đi vào màng này. Thanh timer diệt khuẩn các bác nhé. Màng HEPA. Con máy này thì em bán là 3,5 triệu các bác nhé. Giá 3,5 triệu bảo hành 1 năm. Đấy. Bên này là khu vực bình nước buồng này. Tất cả các sản phẩm đều công khai giá cả. Đấy. Các bác nào cảm thấy giá bên shop em bán phù hợp thì mình mua, thì để nó tránh cái trường hợp là nhiều bác bảo là bán giá tù mù. Bên em tất cả các sản phẩm đều công khai giá các bác nhé, chứ không có sản phẩm nào báo giá tù mù cả. Đấy. Trên là các bác cứ tham khảo giá từ các shop của em và shop khác, mình cảm thấy phù hợp tiêu chí là mình bốc vậy. Còn nếu cảm thấy đắt hơn mà sản phẩm shop khác rẻ hơn mà lại cùng chất lượng thì mình có thể tham khảo shop khác. Con này là đời 2014 con này, MCK70R 75W, sử dụng trong phòng khoảng 55-60m2 trở lại. Đây. Tình trạng máy thì bảo hành 1 năm các bác nhé, vấn đề gì thì các bác ra luôn. Máy lọc khí nó rất là lành thôi, chả có cái gì để hỏng máy đợi, nó gần như là siêu bền. Giá 3,5 triệu, chi phí vận chuyển máy đã đấu biến áp điện 220V rồi cả nhà nhé. Máy lọc khí Nhật thì bên nước Nhật họ dùng rất là nhiều, gần như nhà nào phòng nào cũng phải có, lọc các cái bụi mịn, bông vải, bụi bay lơ lửng. Đấy. Đo chất lượng là không bụi mịn 2.5 PM này. Đấy. Và buổi trưa chất lượng vẫn khá là tốt ở vùng Đông Anh, Hà Nội này. Đây có thể sau khi cho vào máy lọc thì chất lượng không khí ra đã rất là tốt rồi. Đấy. Đấy. Xuống còn có 0,0 mấy thôi. Bụi 0.5 PM. Tất cả các máy lọc không khí đều lọc bụi mịn 2.5 PM cả nhà nhé. Đấy. 0.5, 0.05. Giá 3,5 triệu cho một chiếc máy lọc không khí Daikin vầng trăng. Chào các bác.